là đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao và chúng ta đang có mặt tại nhà thi đấu đa năng của quận 7. Chỉ ít ngày trước thì ở đây đã diễn ra giải võ cổ truyền, giải thế giới võ cổ truyền năm 2024, và như vậy là sau 8 năm thì giải cổ truyền mới được tổ chức lại ở Việt Nam. Và trước mắt chúng ta đang là trận đấu rất là hấp dẫn giữa Mark Sedic, võ sĩ của Bờ Biển Nga, phun giáp màu đỏ, gặp Tạ Đức Dũ, võ sĩ của quân đội. Và đây chính là trận đấu mở màn cho giải đấu thế giới võ cổ truyền năm 2024. Và kính mời các bạn, quý vị và bạn cùng theo dõi. Trong những ngày tới thì kênh Sở Thao sẽ tiếp tục gửi đến với mọi người trận đấu hay quá của Mark Sedic và nhóm của hai con. Và trong những ngày tới thì kênh Sở Thao sẽ tiếp tục gửi đến các bạn toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giải thế giới võ cổ truyền năm 2024 do kênh Sở Thao là độc quyền và truyền thông. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chúng ta cùng gặp nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
Ở bên phải anh được. Ở hàng nghìn ở hàng dài, sáu trăm viên xuống đài. Một khi có phần vô cùng một khi.